tu phải có một cái năng lượng. Thì cái năng lượng này xin nói cho quý vị biết nó hay vô cùng luôn. Tất cả cô bác chị em ai có từng xem qua cái hình ảnh của sư Minh Tuệ và có từng tiếp xúc, từng thấy sư ở ngoài và thấy trên màn hình TV hay là đã nghe vân vân, thì quý vị thấy là cái năng lượng tích cực, thứ nhất làm cho người ta xúc động. Rất là nhiều người khi đã coi cái hình ảnh của sư mà người ta rơi lệ, người ta khóc. Và nếu quý vị trực tiếp đứng hai bên đường sư Minh Tuệ đi ngang thôi là người ta ứ nước mắt liền. Không hiểu sao tại sao sư cừ mà người ta lại khóc. Khóc ở đây là người ta quá vui mừng nha quý vị, và người ta xúc động trước một hình ảnh của một nhà trơn tu hiện thân giống như thời của Đức Phật khi xưa. Và cái người này lại là nghiêm trì giới lực, có lòng yêu thương, có lòng từ bi, có lòng phan dung, có sự kết nối giản dị, gần gũi, chân thật vân vân. Chính vì thế mà người ta xúc động và người ta cảm thấy là có một cái năng lượng tích cực mà đã làm cho người ta rung động và óc nổi hay là dựng tóc gáy. Mà cái hình ảnh, cái sự tu của sư Minh Tuệ lại có cái điểm này. Giờ nói đây, nói thật sự là mình không phải bán giấm khen chua, không phải bán đường khen ngọt. Giờ tiết lộ các bác mình thấy luôn, bây giờ cái gì thật thì mình nói thật, mà cái gì tốt thì mình nói tốt, cái gì phải thì mình nói phải. Nếu cái thật, cái phải, cái tốt, cái điều mà làm cho người ta có cái sự yêu thương, có sự an lạc về nội tâm mà mình không dám nói thì chưa phải là một cái người tu. Đó là bản thân Phương Kim nghĩ thôi nghe, chứ không nói người khác. Vì tu tức là mình chọn con đường thẳng, là chân lý, là lẽ phải. Mà trong đây quý vị đã nghe những cái câu chuyện mà Phương Kim đã kể là từ cái màu sắc này. Đó quý vị thấy không? Cái màu đỏ thôi. Cái màu đỏ là tượng trưng cho nhiệt quyết hay là tâm quyết hay là kiên định hay là bất phước, thử thách vượt qua. Thì người tu cũng phải có một cái sự là kiên định, tâm quyết, bất phước hay là vượt qua. Đó, tánh ngay thẳng ta không giờ đổi, mà dầu tan xương nát thịt chẳng màng. Hai lần Phước Nghiêm được cùng với đoàn để mà viếng sư Minh Tuệ đi khất thực vào buổi sáng. Lần đầu tiên khi mà sư đi ngang thì tự nhiên là cái tự nhiên cho lòng phải nghe quý vị. Cái này nói ra thì các bác mình có thì mình hoan hỷ, mà mỗi người có một cảm xúc riêng. Riêng Phước Nghiêm thì không thích biểu cảm, nói thật lòng chứ quý vị là không thích diễn và cũng không thích làm màu. Nhưng mà là khi sư đi ngang tự nhiên là đứng mắt mình ứ liền và mình cầm lại không cho nó rơi lệ. Nhưng mà không biết là trong lòng mình nó cảm xúc từ đâu nhưng mà nó lạ lùng cái chỗ đó. Tới ngày thứ hai thì khi mà sư đi ngang mình cầm cái máy mình muốn quay lại kỷ niệm. Nhưng mà khi sư Minh Tuệ vừa đi ngang tự nhiên trong bình của mình ốc nổi gần mình hết. Thì mình thấy cũng lạ luôn. Cái này là cái năng lượng, cái từ trường của một nhà tu. Vậy thì có một nhà tu có một cái năng lượng tích cực như vậy thì mình cảm thấy rất là vui mừng. Riêng Phước Nghiêm thì ước nguyện cho Việt Nam chúng ta và cả thế giới được nhiều cái vị tu hành giống như là sư Minh Tuệ, có một cái năng lượng tích cực, có một cái từ trường, có một cái đức độ, có một cái hào quang trí tuệ để soi gọi đến tâm cảm của tất cả chúng sanh. Khi người nào được cái năng lượng tích cực này thì lòng người đó sẽ an lạc, thanh tịnh, trí tuệ, hạnh phúc và tinh tấn, dũng mãnh vân vân. Tốt quý vị, tốt chứ. Như vậy thì một người nghiêm trì giới lực, tu hành không sân si, không màng chuyện thế gian, nguyện một lòng giữ giới, mà không được cái năng lượng tích cực này thì đâu phải là chánh pháp được. Kính thưa Bình Nghiêm, có một khán giả hỏi về sư Minh Tuệ phát y màu vàng. Lúc trước đó sư có nói khi nào con phát y màu vàng là con viên mãn giới lực, thành tựu thiền định, trí tuệ và giải thoát. Sự tình này như thế nào? Minh Nghiêm chia sẻ cho bà con được nghe chung. Con là một người tập tu tập học nên là chưa đủ để mà khoác cái y màu vàng đó. Khi mà mình chín thành tựu gọi là viên mãn giới luật, mình có thiền định, mình có trí tuệ, mình được giải thoát rồi thì mình cũng xứng đáng mình khoác chiếc y màu vàng. Kính thưa toàn thể cô bác anh chị em kính mến, kính thưa quý vị Phật tử và quý vị trên cộng đồng mạng,
Hôm nay có một câu hỏi rất là đặc biệt. Vì hai ngày qua sư Minh Tệ đều phát cái y trên vai, tức là màu vàng, tức là màu vàng đó quý vị, thì làm cho cộng đồng mạng quý vị Phật tử xôn xao và đặt lên câu hỏi là gì. Trước đây sư Minh Tệ có nói cùng với Nhân Gà Vlog ở núi Sạn Nha Trang, chừng nào con viên mãn giới lực, có đủ thiền định, đủ là trí huệ giải thoát, thì con sẽ phát lên cái y màu vàng giống như là cái y của các vị A-la-hán, các vị Bồ-tát. Thì sư có nói là giống như bây giờ con phát cái y mà giải giống như là màu màu xám đó quý vị, màu xám trắng. Cái áo này người ta nhìn vào nó giống như là cái bang đi xin vậy. Thì sư nói giống như là cái miếng ruộng, là gọi là cái miếng đất nó mới gieo giống thôi. Chừng nào mà cái miếng ruộng nó chín rồi đó thì nó ngả màu vàng, là nó đủ màu sắc, tức là chỉ cho cái giai đoạn đó là đã được chứng đạo chứng thánh. Thì cái câu chuyện này do sư đã nói mấy năm trước rồi, nhưng mà đến ngày hôm nay thì sư Minh Tệ xuất hiện ở tại Gia Lai, quê hương của sư đó, và đi khất thực mấy ngày nay thì cộng đồng mạng lại là hoan hỷ, Phật tử rất là vui mừng. Mỗi một ngày như vậy thì sư lại xuất hiện một cái màu áo khác nhau. Thí dụ cái màu đỏ thì sư cũng mặc 2 ngày, đắp trên vai 2 ngày, thì tới màu vàng cũng là 2 ngày, trước đó là màu xanh, và coi như là có lúc thì là màu trắng, trong đó có màu đen và có màu cam và có màu vàng. Như vậy thì đây là 7 màu sắc đều có trong cái y phấn tạo, nhưng mà trong đó có 5 cái màu chính. 5 cái màu chính đó là màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu đen, và có một cái miếng vải nó có cái màu cam cam và gọi là màu già, còn gọi là màu nâu. Vì nó quá tuyệt vời. Qua một cái câu chuyện này, khi Phước Ghim mà nghe cái lời nói của sư đã nói tại Nha Trang, mà hôm nay thì chiếc áo này nó đã đủ màu sắc. Như vậy thì quý vị Phật tử, quý vị cộng đồng mạng đó, muốn hỏi Phước Ghim là sư Minh Tệ đã được đắc đạo chưa? Đó, như vậy thì rất là nhiều người hỏi sư thì sư đều cho rằng con đang tập tu. Đó, con không có chứng quả A-la-hán, Bồ-tát, chư Phật hay là thinh văn gì hết. Nhưng mà có một cái điều mà sư nói là con có cái tâm thật, cái tâm chân thật, cái tâm không có lường gạt, và cái tâm này gọi là cái tâm chân như. Xin thưa quý vị, một câu nói phải nói là tuyệt vời. Khi đã nói câu này thì chúng ta mới hiểu được cái bản thể chân như Phật tánh, còn gọi là chủ nhân ông, mà Lục Tổ Huệ Năng đã cho biết là chân như tự tánh là chân thật. Vậy thì sư nói là sư không có chứng quả thinh văn viên giác Bồ Tát hay là quả Phật như mọi người đã cho biết, nhưng mà sư có cái tâm thật, cái tâm chân thật, cái tâm không có giả dối, cái tâm không có lường gạt ai. Thì quý vị thấy là quá hay. Rồi bây giờ trước tiên mình sẽ tìm hiểu mỗi một cái màu sắc trong y phấn tạo của sư Minh Tệ nó mang cái ý nghĩa gì. Và đặc biệt hôm nay là miếng ruộng đã chín, đã ngả màu vàng, và mấy ngày qua thì sư đã đi khất thực, mà rất là nhiều người bình luận mỗi khi mà sư Minh Tệ bước ra giống như là đang biểu diễn thời trang vậy quý vị. Hấp dẫn không? Biểu diễn thời trang là sao? Tức là cái miếng vải mà sư đắp lên vai làm cho người ta ngạc nhiên, nhưng mà nhìn vào rất là đẹp. Không biết thế nào mà sư Minh Tệ lại phối cái màu, mỗi một cái màu sắc
khi mà xuất hiện ra thì làm cho tâm hồn người ta rất là an lạc, vui vẻ. Nhất là cái màu vàng hôm nay. Vậy thì cái màu vàng ở trong nhà Phật nó có nghĩa gì? Mời toàn thể chư quý vị tìm hiểu coi có chứng đạo chưa. Thứ nhất là màu vàng ở đây thì chúng ta lại nhớ lại, hình dung lại là ánh đạo vàng, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày đem cái ánh đạo vàng để rồi chiếu gọi khắp năm châu thế giới trong cõi Ta Bà này, nên gọi là ánh đạo vàng. Ánh đạo vàng ha, chữ vàng gọi là huỳnh, mà nếu nói huỳnh long tức là cũng là gồng vàng, mà màu vàng cũng là tượng trưng cho vua chúa, là quyền lực, là cao quý đó, thấy chưa quý vị. Còn nếu nói trong cái nhà Phật đó thì cái màu vàng là tượng trưng cho trí tuệ đó. Hôm nay Phước Kim định nghĩa cái màu vàng nha, là trí tuệ. Bởi vì trí tuệ tức là sáng suốt, là nhận biết. Trí tuệ cũng là minh tuệ, bởi vì chữ minh là sáng, chữ tuệ tức là cũng thông suốt. Thứ nhất là trí tuệ. Cái thứ hai là tình thương. Vậy thì màu vàng là tượng trưng cho tình thương, và màu vàng cũng là tượng trưng cho sự giải thoát, và màu vàng cũng là tiêu biểu cho sự hạnh phúc, và màu vàng còn có nghĩa là viên mãn. Nói về nhà Phật, trong giáo lý nhà Phật, trong đạo Phật định nghĩa cái màu vàng, bây giờ màu vàng cũng là nằm trong cái màu của lá cờ của Phật giáo, đó là ngũ sắc. Mà cho đó cái màu vàng thì hôm nay xin nhắc lại một lần nữa là trí tuệ, là tình thương, là giải thoát, là hạnh phúc, là viên mãn, còn gọi là ánh đạo vàng đó. Hôm nay sư Minh Tuệ nói chừng nào con viên mãn giới lực đó, có thiền định đủ trí tuệ giải thoát, con phát cái y có màu vàng chừng đó thì mới dám phát y màu vàng. Thì hôm nay sư Minh Tuệ đã phát đi là lên cái y màu vàng, thì nó quá sức là làm cho người ta ngạc nhiên và liên tưởng nhớ lại câu chuyện mà sư Minh Tuệ đã tiên tri, đã nói trước. Nhưng mà hôm nay quý vị đã tìm hiểu màu vàng là cái nghĩa như thế. Còn màu đỏ là gì quý vị? Hai ngày sư phát lên cái y màu đỏ, nó chói chang, làm cho người ta rất là vui mừng đó. Vậy thì cái màu đỏ này đó, thứ nhất là người ta cho là cái màu đó là chiến thắng, thành công. Còn nói về nhà Phật thì gọi là nhiệt quyết, hay là tâm quyết, là kiên định, là bất phước, là thử thách, là vượt qua. Vậy thì màu đỏ là tượng trưng cho cái tâm quyết, hay là gọi là nhiệt quyết, là bất phước, là thử thách, là vượt qua. Vậy thì vượt qua những chông gai chướng ngại, vượt qua những thử thách, vượt qua những khó khăn. Thì quý vị thấy là khi màu đỏ xuất hiện thì người ta nghĩ rằng những cái thị phi, những người mà ta bôi nhọ, tấn công hay là ghen ghét sư Minh Tuệ, thì ngài đã dùng cái màu đỏ để nói lên ngài đã vượt qua thử thách. Có không quý vị? Cái điều này chúng ta tán thán sư Minh Tuệ một điều là không bao giờ phiền, hay là không bao giờ trách, không bao giờ quán, và cũng không bao giờ than. Mà cái tâm của sư đó thì cũng là đại hùng, đại lực, đại từ bi, phải nói là tuyệt vời quý vị. Phải trầm lặng quay hồn, trong định tĩnh bước đường chằn, thì sư quyết định lối đi. Dầu gian lao khổ khó chứ ngại gì, điều điều bước bước đi vì bổn nguyện. Thuận với nghịch lòng sư không bao giờ sao xuyến, mà ghét cùng thương là biểu hiện vô minh. Trở về ta tìm lại của chính mình, để tìm lấy một niềm vui bất diệt. Cho nên cái màu đỏ này là cái màu thành công, chiến thắng, cương quyết, hay là tâm quyết, là bất phước, tức là không bao giờ yếu hèn, không bao giờ là ngã gục đó, lúc nào cũng hướng về phía trước đó. Đặc biệt hết sức quý vị ơi. Rồi bây giờ tới màu xanh là gì? Màu xanh đó là bao la, là rộng lớn, là chỉ cho cái lòng từ bi, trong đó có bình an, tĩnh lặng và thanh tịnh. Cái màu xanh đó quý vị, cái màu xanh nó đặc biệt cái đó đó.
Màu xanh, bởi khi chúng ta thấy màu xanh tức là mình thấy cái sự bao la rộng lớn, mà bao la rộng lớn là tượng trưng cho lòng từ bi. Vậy thì nhà Phật lại lấy cái từ bi là cái chỗ để mà tu tập, cũng là căn bản nền tảng, bởi vì Phật là phải nói tới từ bi, Bồ Tát cũng phải có từ bi. Nên quý vị niệm Phật hay là quý vị nói là Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, phải không quý vị? Bồ Tát Quan Thế Âm là tượng trưng cho từ bi. Nên Lục Tổ Huệ Năng ngài nói là lòng từ bi là Quan Thế Âm, lòng hỷ xả là Đại Thế Chí, lòng năng tịnh trong sạch là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lòng bình đẳng chánh trực là Đức Phật A Di Đà. Còn nếu trái lại đó, lòng nhân ngã là núi Tu Di. Đó. Lòng tà dại là nước biển, phiền não là sóng trào chằng lao, là các vật giả dối, là quỷ thần săn hận, là địa ngục mà bê si, chính là súc sanh. Hôm nay Đức Quỳnh Giáo Chủ, Đức Thầy ngài đã cho biết là trồng bông kiển giống chi hưởng nấy. Địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra cái chư tâm, mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Tu giới tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm là tỏ ngộ đạo màu. Vậy thì cái màu xanh là bao la, là rộng lớn, là yêu thương, lòng từ bi, tĩnh lặng, lòng từ bi đó, và tĩnh lặng thanh tịnh của quý vị đó, chỉ cho cái sự trong sạch đó. Tâm sáng suốt thì như đài nguyệt kiến, mà tánh trong như nước bích, tức là mùa xuân. Bởi vì xanh biếc, xanh mà xanh biếc là nó trong xanh lắm đó, đó cái màu xanh. Rồi bây giờ hôm nay chúng ta lại tiếp tục là tìm hiểu thêm cái màu trắng. Cái màu trắng là thuần khiết, là tinh khôi, là giản dị, là an toàn. Quý vị thấy nó hay đẹp chưa quý vị? Như vậy thì chúng ta thấy là cái sự tu của sư Minh Tuệ có phải là nó trùng hợp với cái màu trắng này không? Thuần khiết. Thuần khiết ở đây là con người không có nhiễm ô. Cư trần bất nhiễm là người thánh, mà lãng tục đừng mê chứng bực hiền, chứ không phải là mình tắm dầu thơm hay là xịt nước hoa là thuần khiết đâu quý vị. Chẳng qua là mình chỉ che đậy cái mùi hôi, cái mùi dơ hay là cái bụi bặm nhất thời thôi, chứ không thể nào mà nó thuần khiết mãi mãi. Cái thuần khiết với người tu là cái người này không nhiễm ô. Cái thuần khiết của nhà tu giống như là một cái bông sen gần bùn mà chẳng ú lem mùi bùn. Như vậy thì sống giữa thị phi, sống giữa khen chê, sống giữa danh lợi tình, mà tâm bất biến giữa dòng đời dạng biến, đó là gọi là thuần khiết đó, mà tinh khôi. Thấy chưa quý vị? Thoát trần việc ấy gắt phi thường, nắm chặt đầu dây giữ lập trường, nếu chẳng một phen xương thấm lạnh, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Giống như là cái ngày Tết hoa mai mà nó nở đó, đó người ta lại thích thú, là vì nó cũng phải trải qua một năm sương gió đó. Nếu không trải qua một năm sương gió thì làm sao mà tới ngày xuân lại có bông mai được. Vậy thì một nhà tu giống như là sống là động mà tâm ta chẳng động, sống là thương mà tâm chẳng vấn dương, sống hiên ngang danh lợi mãi xem thường, tâm bất biến mà giữa dòng đời dạng biến. Thì Đức Thầy lại cho chúng ta biết cái chỗ này là cư trần bất nhiễm là người thánh, mà lãng tục đừng mê chứng bực hiền. Cho nên cái chỗ này nó thuần khiết mà tinh khôi, mà nó giản dị nữa. Nó giản dị ở đây thì chúng ta lại nhớ đó, hình ảnh của Đức Phật khi xưa, ngài là một cái người giản dị. Giản dị về cuộc sống, giản dị về ăn, giản dị về là mặc, và giản dị về cái chỗ ở. Đó, hôm nay chúng ta có cơ hội, có cái dịp để mình nhớ là hình ảnh Đức Phật qua câu chuyện của một vị sư, đó là Minh Tuệ. Đã đi 6 năm đầu chằn chăn đất đó, đây là nhà nghĩa trang, nghĩa địa tha ma, nơi nào ngày đến cũng là quá duyên. Dầu ai nói ngã nói nghiêng, thành tâm chúc phúc mà chẳng phiền chẳng lo. Chẳng tắm mà vẫn thơm tho, thấy không? Thường khiết chưa? Áo quần gách dưới mà chẳng so đo gì, giản dị chưa? Đôi chân thì chay sằng bước đi, mặt người nói xấu mà sân si chẳng màng. Đội mưa đội nắng chói chang, sư thầy Minh Tuệ không than một lời. Ai ơi Bồ Tát tuyệt vời, giữa thời mạt pháp mà gã ngờ làm sao. Chỗ này gọi là tinh khôi.
Đó, đó là tượng trưng cho cái màu trắng quý vị. Rồi bây giờ tới màu đen là thanh nhã, trang trọng và thanh tịnh. Cái màu đen đó, nếu nói về cuộc sống hiện tại cũng như là ở bên Trung Đông hay là những cái nước bên châu Âu vân vân, thì cái văn hóa cái màu đen mỗi khi người ta phát lên đó thì nó báo hiệu cho một cái câu chuyện mà chúng ta đã hiểu trong cái câu chuyện của sư Minh Tuệ. Mỗi khi phát màu đen thì nó có xảy ra một câu chuyện, đó là màu tang tóc hay còn là tang thương. Nhưng nói về tinh thần nhà Phật thì nó đã vượt xa cái giới hạn đó, gọi là thanh nhã mà trang trọng, còn gọi là thanh tịnh, tức là trong sạch đó. Và cuối cùng là cái màu cam. Thì quý vị thấy là tại sao nó có thêm cái màu cam. Cái màu cam này nó đặc biệt trong cái y phấn tạo của sư Minh Tuệ đó, là muốn nói lên cái năng lượng. Cái năng lượng nghe quý vị, cái năng lượng và cái niềm vui và cái sự sáng tạo và cái sự thân thiện. Đó là ý nghĩa của màu cam. Thì quý vị thấy là có phải là cái y phấn tạo của sư Minh Tuệ nó có năng lượng hay không? Nếu không có năng lượng tại sao người ta lại là thích mặc vào, người thích phát lên cái y phấn tạo, hay là cái khăn, cái màu phấn tạo, cái nón cũng là cái y phấn tạo, và nói chung là cái y áo này nó được lan tỏa là các nước châu Mỹ, châu Úc, châu Phi luôn, và cả Trung Đông, châu Á, nhất là Việt Nam chúng ta lại là rất là nhiều người yêu mến. Bây giờ quý cô, quý bà, cả quý anh luôn, quý chị luôn, cả quý em bây giờ cũng rất thích. Thì quý vị thấy là ở tại Trung Đông hay là những cái bên đó là đạo Hồi giáo trong thánh đường, mà tại sao người ta lại lúc này, từ trước tới nay thì bên đạo Hồi chỉ là chú trọng về cái y màu trắng, nhưng mà hôm nay lại là làm lễ và người ta là tổ chức cái y rất là màu phấn tạo đó của sư Minh Tuệ. Như vậy thì trong đây cái màu cam tức là năng lượng nha, năng lượng của gì đó. Vậy thì cái năng lượng là khi người ta mặc cái áo này, người ta có một cái niềm tin, có một cái sức mạnh, có một đức tin, tin tưởng về Phật pháp, tin tưởng về nhân quả và tin tưởng về bản thân của chúng ta đây. Nên một nhà tu thấy cái tốt, cái điều mà làm cho người ta có cái sự yêu thương, có sự an lạc về nội tâm mà mình không dám nói thì chưa phải là một cái người tu. Đó là bản thân Phương Kim nghĩ thôi nghe, chứ không nói người khác. Vì tu tức là mình chọn con đường thẳng, là chân lý, là lẽ phải. Mà trong đây quý vị đã nghe những cái câu chuyện mà Phương Kim đã kể, là từ cái màu sắc mà. Đó quý vị thấy không? Cái màu đỏ thôi. Cái màu đỏ là tượng trưng cho nhiệt quyết, hay là tâm quyết, hay là kiên định, hay là bất phước, thử thách vượt qua. Thì người tu cũng phải có một cái sự là kiên định, tâm quyết, bất phước, hay là vượt qua. Đó, tánh ngay thẳng, ta không giờ đổi, mà dầu tan xương nát thịt chẳng màng. Hai lần Phước Nghiêm được cùng với đoàn để mà viếng sư Minh Tuệ đi khất thực vào buổi sáng. Lần đầu tiên khi mà sư đi ngang thì tự nhiên là cái tự nhiên cho lòng phải nghe quý vị. Cái này nói ra thì các bác mình có thì mình hoan hỷ, mà mỗi người có một cảm xúc riêng. Riêng Phước Nghiêm thì không thích biểu cảm, nói thật lòng chứ quý vị là không thích diễn và cũng không thích làm màu. Nhưng mà là khi sư đi ngang tự nhiên là nước mắt mình ứ liền và mình cầm lại không cho nó rơi lệ. Nhưng mà không biết là trong lòng mình nó cảm xúc từ đâu, nhưng mà nó lạ lùng ở chỗ đó. Tới ngày thứ hai thì khi mà sư đi ngang, mình cầm cái máy mình muốn quay lại kỷ niệm, nhưng khi sư Minh Tuệ vừa đi ngang, tự nhiên trong bình của mình ốc nổi gần mình hết, thì mình thấy cũng lạ luôn. Cái này là cái năng lượng, cái từ trường của một nhà tu. Vậy thì có một nhà tu có một cái năng lượng tích cực như vậy thì mình cảm thấy rất là vui mừng. Riêng Phước Nghiêm thì ước nguyện cho Việt Nam chúng ta và cả thế giới được nhiều cái vị tu hành giống như là sư Minh Tuệ, có một cái năng lượng tích cực, có một cái từ trường, có một cái đức độ, có một cái hào quang trí tuệ để soi gọi đến tâm cảm của tất cả chúng sanh. Khi người nào được cái năng lượng tích cực này thì lòng người đó sẽ an lạc, thanh tịnh, trí tuệ, hạnh phúc và tinh tấn, dũng mãnh vân vân. Tốt quý vị, tốt chứ. Như vậy thì một người nghiêm trì giới lực
tu hành không sân si, không màng chuyện thế gian, nguyện một lòng giữ giới, mà không được cái năng lượng tích cực này thì đâu phải là chánh pháp được. Đó, cho nên cái màu cam này là cái màu năng lượng tích cực, cũng là cái niềm vui, cũng là sự sáng tạo. Cái sự sáng tạo, cái ý hướng tạo của sư nữa quá tuyệt vời. Và cuối cùng là cái màu già. Xin thưa quý vị, cái màu già ở đây còn gọi là cái màu câu khô đó. Thì trong giáo lý Phật giáo của Hảo, Đức Thầy đã có giải thích cái màu già này là được sự kết hợp của tất cả màu sắc. Thứ nhất là nói lên cái sự đoàn kết. Đó, đoàn kết tức là không chia rẽ, chớ chia rẽ, phải đồng tâm lực, khua giọng vàng, đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, giới trên hòa thượng mà chọn đường quy nguyên. Từ trên tới dưới thượng hòa, hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang, thầy về tâu lại Phật đàn, cuối sinh nhỏ phước sớm làng bình an. Vậy thì cái đoàn kết tức là chúng ta yêu thương, chúng ta tha thứ, chúng ta quan tâm, chúng ta giúp đỡ, chúng ta chia sẻ thì gọi đoàn kết. Còn khi mình đấu đá, mình bôi nhọ, mình chê bai, mình sỉ nhục, cái đó không phải là đoàn kết. Như vậy thì thứ nhất cái màu già này lại là nó được sự kết hợp của tất cả màu sắc tượng trưng cho sự đoàn kết. Cho nên Đức Phật ngài cũng lúc nào cũng kêu gọi người con Phật có cái lòng bao dung, tha thứ, thương yêu và giúp đỡ. Có phải đoàn kết không quý vị? Đó mà đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công, mà chia rẽ thì chết, mà đoàn kết thì sống. Cái câu chuyện này chúng ta lại hiểu mà hôm nay trong nhà Phật, những người con Phật mà chúng ta lại đấu đá, bôi nhọ, thậm tệ, cho nên cũng bung sao lại, phấy bung một bầy ngơ ngác cõi tùng còn xa. Cũng bung ở đây tức là cũng là cái nồi đất mà lại nấu đất, tức là chỉ cho cùng một đất nước, cùng một dân tộc, cùng một tôn giáo, cùng một người, cùng một cái là tất cả theo một cái giáo lý của Phật, mà lại có một cái sự đấu đá. Đúng theo là Đức Phật nói thời kỳ này là đấu tranh kiên cố. Thêm thời kỳ thế kỷ 20 cố xô sập thần quyền là cho hết. Mà người nhẹ dạ nghe qua mê mớt gần nên dùng sức mạnh để cạnh tranh. Nếu nói đạo mà dùng sức mạnh, dùng quyền lực thì nó không phải là đạo, không phải là giáo lý của Phật Ca Mâu Ni. Được lợi quyền lại được gian danh của bài xích kẻ tu hành tác phước, tức là mình tu mà lại chê người ta khác người khác. Mình chỉ biết mình đúng mà mình lại thấy người ta sai. Mà làng sống ấy nhiều người đón rước, dục dân tâm sôi nổi tràn trề, cổ tục nhà phỉ báng khinh chê, cho tôn giáo là mùi thuốc phiện, ai ném vào ắt là phải nghiện, chẳng còn lo trang võ đấu tranh, lấy sắc thân dẹp nổi bất bình, bỏ đức tánh của câu nhân quả, dầu ai có bền gan sắt đá cũng động tình trước cảnh ngửa nghiêng, thì đạo diệu màu gặp lúc chân chiên, phận môn đệ phải lo dung quén, tầm sức nhỏ còn làm nên kẻ người không lo có thẹn hay chăng, cả tiên kiêu cùng khắp chư tăng, giới tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng, đồng dẹp gác âm thinh sắc tướng, lo chẳng hưng Phật giáo mới là nói cho đời hiểu Phật Thích Ca, lòng tự giác xả thân tầm đạo. Hồi thế kỷ phản trong thứ sáu, trước kỷ nguyên Tây lịch thời xưa, Pháp giáo chưa biệt lập tam thừa, thở Trung Quốc nhà Châu chiêu đế, bên Ấn Độ thành Ca Tỳ La Vệ, có đức vua Tịnh Phạn Nhân, từ khắp thần dân lạc nghiệp an cư, trên chúa thần tôi ngay phò ta, thì đức hoàng hậu Ma Gia phong nhà, sắc đẹp giường ngọc thốt qua cười
Một hôm kia vẻ mặt vui tươi đến trước bệ tâu cùng thánh thượng, rằng thần thiếp nhờ ơn chung hưởng của hoàng gia cũng được vinh hoa. Kể từ nay thiếp muốn an nhàn dưỡng tâm trí lần xa thế trược. Quá hay quá vậy, chẳng phiền kẻ hầu sao đón rước chỉ trừ ngừ ý hiệp tâm đầu. Xin một điều ở chốn long lâu tập đức tánh phản dung đại độ, tránh tất cả những điều thô lỗ, chẳng ưa gần kẻ bao ngang tàn. Hiếp cúi đầu ngưỡng vọng long nhan, phê cho thiếp những điều xin ấy. Tức là bà hoàng hậu xin với vua đó quý vị. Bây giờ vua nghe nè. Vua nghe xong vội vàng đứng dậy, bèn chứng nghi tỏ ý vừa lòng. Bà tâu thêm ở trước đền rồng, xin thánh thượng bao dung kẻ khó. Ai con Phật nghe câu chuyện này xúc động đó nghe. Lòng yêu văn di như con đỏ, tội giảm tha đối giúp cơm tiền. Cứu dân nghèo trong lúc đảo điên, lấy đức rộng bủa chồng ba tanh. Vua hứa chịu giúp người đối lành. Bà lui về cung điện nghỉ ngơ. Đó, này mong nè nghe. Đêm trăng thanh gió mát thảnh thơ, tiết quà thừng khắp nở hoa nở. Đức hoàng hậu trong lòng hớn hở, dắt chim bao bà thấy lạ kỳ. Bạch tượng từ ở chốn không trung bỗng xa xuống mình bà hỏi hà. Ôi ơi, nghe nó mầu nhiệm ốc nội luôn quý vị. Vừa tỉnh giấc mơ tiên mơ lạ. Giấc mơ đó gọi là mơ tiên quý vị, nhất là giấc mơ cao quý tốt đẹp. Khắp phòng quê thơm nức mùi hương, bà gáo chân bèn bước ra giường. Triền thị vệ thỉnh vua lai đao, vui lờ đến nơi hoa thảo. Lại gần bà sao gắt quái kỳ, tải chứng bèn gúng gãy một khi. Muốn quỳ xuống mắt giường tâm tối. Rồi mình dừng cái này xíu. Đó là cái quay lực đó quý vị. Cái quay lực ở đây là muốn nói cho khi Bồ Tát hộ minh ở trên cung chờ đâu sức đó, thì hiện vô sáu ngà nhập vào thánh thay bà hoàng hậu Ma Gia. Mà khi vua Tịnh Phương Dương vừa bước đến là vua y lờ đến nơi hoa thảo, mà lại gần bà sao gắt quái kỳ, tay chứng bèn gúng gãy một khi. Muốn nhìn muốn quỳ xuống mắt giường tâm tôi. Tức là cái đức độ, cái quay lực của một vị Bồ Tát lâm phàm nha. Tiếng thần tiên trên không ca chổi, rằng ta mừng vua hữu thiện căn. Sắp có con thế giới chẳng bằng sao, ngày ấy lập nên đạo cả. Vua nghe xong cúi đầu bái tạ, liền phán cùng hoàng hậu Ma Gia. Có việc chi vội vã dời ta, kha nói lại đầu đuôi tường tắc. Bà thực gõ chim bao trong vách, xin vua giờ ít kẻ bàn giùm. Các thầy bàn được lĩnh vào cung nghe, xong xả tâu gần điềm quy. Ngài thấm thoát đông qua hạ chí, bà chỗ sanh thái tử đẹp tư. Tức là đúng vào ngày mùng 8 tháng 4 đó là ngày Phật đản sanh nghe quý vị. Mặt trang nghiêm khi pháp hơn người, vua cùng khắp thần dân mừng gờ. Họ Thích Ca từ đây cũng ngờ, sẽ có người nối dịp hoàng gia. Liền đặt tên là Sĩ Đạt Ta, cả triều chính treo qua yên ẩm.
có nhà sư cách thành mấy dặm, thường ở ăn trong sạch hiền từ, lòng thẳng ngay chẳng có vị tư, lòng thanh tịnh nhìn theo đạo lý. Đời thanh tịnh mà nhìn theo đạo lý của hay quá vậy. Ông lại được thằng tiên dẫn chỉ, hiểu thiên cơ thâu mối diệu quyền. Ông là người Bà La Môn tiên, A Tư Đà tiên hiền tên Lão. Tức là ông là người bên cái phái Bà La Môn tiên, mà ông tên là A Tư Đà tiên hiền tên Lão. Thờ buổi ấy vua ưa người đạo, bèn vào chầu tâu trước bể gồng, xin vua cho ông bước vào trong được yết kiến tử hoàng luôn thể. Ông xem xong bỗng liền gơ lệ, vẻ mặt buồn chẳng thốt nên lời. Thấy lạ lùng vua bước đến nơi, liền phán hỏi bảo ông phân tỏ. Trước cung điện ông liền bày tỏ găn tứ hoàng chừng được thành nhân. Tức là sau này lớn lên đó, lìa đền đài khổ cực vắng sờn, tìm đạo lý giấc diệu sanh chung. Nghe quá xúc động các bác ơi, nghe một bài thi thơ mà Đức Thầy đã diễn lại cái cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ khi sinh ra cho đến ngày đắc đạo. Hôm nay sẵn có cơ hội ai nghe qua đủ nhân duyên phước báo nha, ngài sẽ được thế gian ca tụng, chắc phần ngài quả Phật vẹn tròn. Buồn vì tuổi lớn sức mòn, chẳng sống đặng nghe lời Phật thuyết. Cả hồng trần đau thương thông thiết, nhờ ngài mà diệt nẻo lưng hồi. Vô phước đến tuổi bấy phận tôi, chứ chẳng có điều chi lo ngài. Quá sức bây giờ ông buồn là vì ông không sống được khi Phật đắc đạo để ông nghe pháp thành chánh quả. Buồn vì tôi tuổi lớn sức mòn, chẳng sống đặng mà nghe lời Phật thuyết. Đó, như vậy thì quý vị thấy không, cả hồng trần đau thương thống thiết, nhờ ngài mà diệt nẻo luân hồi. Vô phước nên tuổi bấy phận tôi, chớ chẳng có điều chi lo ngại. Đức hoàng hậu đến ngày thứ bảy, dứt đỡ chẳng nên dội quý tiên, có bà gì thay thế mẹ hiền dùm chăm sóc chăm nom thái tử. Khi lớn lên cho người dạy chữ, lúc vào trường chẳng học mà thông. Buổi trưởng thành vua những hằng mong, đó cho thái tử đừng lìa cung điện. Hỏi triều đình các quan, lựa tiễn nàng vũ gia được chọn kết hôn. Vua nghĩ rằng muốn tâm yên ổn, chọn cung phi mỹ nữ làm trò. Cắt đền đài lộng lẫy đẹp to ngày, ca múa đêm bài lơ là lòng thái tử cũng không siêu ngã. Ra khỏi đền chú ngoan một khi, buổi đầu tiên gặp những chuyện gì, gặp cụ lão tái nương gậy trong. Tức là cái người già đó quý vị. Ngài xem xong lòng bèn cảm động, lần thứ hai thấy kẻ ốm đau xét khỏi trần, trong dạ héo xào chi xiết nổi núng nao cõi tạm. Lần thứ ba xe lìa khỏi chạm, được trông nhìn kẻ chết đang khiêng. Đó, tức là cái lần này đó là thấy kẻ chết đang khiêng về đền đài mới cảm xúc buồn riêng, hằng để chí tầm phương giải thoát. Nhưng mà lần thứ tư vừa đi dạo mát, bỗng gặp người tốt đẹp trang nghiêm, nào về đâu chờ đã ứng điềm. Giả tăng sĩ mới gỡ lòng thái tử, tức là giả ra một cái người tu để gỡ lòng thái tử. Nói ngài đến đây là để giác ngộ, tìm chân lý để dắt diều sanh chúng.
Ngài hiểu rõ ấy là phận sự phải xuất gia tầm đạo mau mau, liền hoài xe trở lại lai chào xin vương phụ mới đánh xa mùi thế. Nhưng mà vua buồn thảm dùng lời khóc kể rằng cha già biết cậy nhờ ai, phiên con nên ở sớm điện đài lo nối nghiệp sau tu chẳng muộn. Lòng thái tử quyết theo y muốn thừa đêm phìa mới len trốn vào rừng, lìa cha già vợ đẹp con cưng thân chẳng xa sông pha bờ bụi. Ngày thở ấy nên 19 tuổi tâm đại hùng cương quyết tu trì, trải bao phen lao khổ xiết chi sau ngày đến gạch ni liên thiền, thấy cảnh qua cỏ bắp tham tiền ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy. Đạo gần đất ma dương theo phấy dùng thần thông nghị lực dẹp tan, ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước phô trương độ chúng. Ngài bèn xét ở trong Phật chủng các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy ta nên quái lộn ta bà cõi khổ, lòng thương chúng thiết phương tịnh độ đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cô chí làm lành chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp tây phương hồi hướng thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Quá tuyệt vời của bác Chém Mây, bởi vì nói về cái cuộc đời của Phật Thích Ca Mâu Ni. Thêm một đoạn này mình ngâm lên nha: sớm về cõi Phật an thân, kẹo kiếp bông trần dài gió vàng xương Phật đài mấy phưởng pháp mùi hương, cúi đầu đánh lễ cây nương đức màu, từ bi quay lực nhiệm sâu độ con thoát chốn u sầu chẳng ai. Nam mô Thích Ca Như Lai ta bà giáo chủ, xin ngài chứng minh. Quý vị thấy là cái màu y phấn tạo của sư Minh Tuệ nó huyền bí mà nó sâu xa, nó ý nghĩa mà chúng ta hôm nay có dịp mình mới cảm nhận được. Nói cái màu da nói lên cái sự đoàn kết thôi. Rồi bây giờ tượng trưng cho là cái gì nữa quý vị? Tượng trưng cho sự thoát tục. Thoát tục ở đây tức là thân ti còn tục mà tâm lìa cõi mê. Thoát tục ở đây còn chỉ cho cái người tu đạt cảnh giới là sức tam giới gia, tức là tu cho qua cửa diêm phù khỏi xa địa ngục mà ngao du tiên đài. Và còn tượng trưng cho tinh thần vô thượng của nhà Phật, đó là cái màu già. Vậy thì trong 7 cái màu sắc, trong cái phấn tạo của sư Minh Tuệ, đặc biệt đến ngày hôm nay đã lộ ra cái màu vàng. Nghe quý vị, là ánh đạo vàng, là trí tuệ, là tình thương, là giải thoát, là hạnh phúc, là viên mãn. Như vậy thì tất cả cô bác chị em hỏi sư Minh Tuệ có đắc đạo chưa, có chứng thánh chưa, thì sư đã trả lời bằng cái y áo màu vàng mà sư đã nói trước đó. Đó là hôm nay với một cái niềm vui chung và cái sự hoan hỷ, ở Việt Nam chúng ta lại có những cái vị tu hành được đắc pháp, đắc đạo, chứng thánh, chứng quả. Mà như hôm nay Phước Kiên cũng lại nói một lần nữa, nếu tu hành buông bỏ xả ly, giữ gìn giới lực, đạo hạnh, đạo đức, từ bi, yêu thương, trí tuệ giống như là sư Minh Tuệ mà không chứng thánh, không chứng quả, không đắc đạo, không ngộ đạo, thì nếu như vậy mà còn chưa chứng, chưa đắc, chưa thành, thì thế nào mới là đắc, thế nào mới là thành?
Một người tu như vậy mà mình còn chưa đón nhận thì tu như thế nào mới là đón nhận? Thì đừng bao giờ nói là u mê, u nan hay là không hiểu biết cái điều đó. Chúng ta nên suy xét lại nghe quý vị. Đó là một cái câu chuyện mà hôm nay Phước Nghiêm sẽ gửi đến cho toàn thể chị quý vị. Thật sự nếu ai được y sư Minh Tệ thì chúng ta đều tán thán, chúng ta đều đảnh lễ và chúng ta đều hoan hỷ. Đó, khi một người đắc đạo thì nhà Phật tượng trưng giống như là cái mặt trời chiếu sáng toàn thiên hạ. Đó, khi một người đắc đạo giống như là một cái cầu được, giống như là được nhiều người đó nương nhờ, chờ một mặt sáng đầy thiên hạ. Cầu một cây là đưa được muôn người, tu là hạnh phúc, con ơi cứu cha mẹ được độ mình cũng xong. Tu như sư Minh Tệ là cha mẹ được hưởng cái đức ăn hen, được dạng dân tức là yêu quý đó, được là hàng triệu Phật tử là quý mến, cả em của sư, anh của sư, người thân của sư và những người gần sư, những người ca tụng sư đều được phước báo. Đó là sự thật quý vị, đó là sự thật. Vậy thì cái chuyện tốt đẹp mà mình còn soi bói, mình còn ganh tị, mình còn sân si thì chúng ta phải hỏi là chính mình nha. Nhớ hôm nay Đức Thầy ra đời, Ngài là cho tín đồ Phật giáo hảo và cho tất cả những ai theo Phật nhớ một câu thế này: tu hành mà dị kỹ quá chừng thì làm sao thoát khỏi trầm lưng phiên bổn đạo. Gán tầm nẻo chánh chừng lập hội sát thân mơ gành, nếu không thờ khó thấy Phật chờ. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì phải dẹp tấm lòng ích kỷ, mau trở lại đừng theo tà quỷ mà tham sân si, chớ để trong lòng. Phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi nơi dòng bệnh khổ. Lớp đau chết kể thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chặt đường chốn hồng trần, nhiều cảnh thảm thương làm sao cứu những người hung ác. Như vậy thì qua cái lời Đức Thầy, khi mình tu là mình phải dẹp cái sự ích kỷ. Câu đạo đức dị tư bất nhã, ta đừng phân nhân ngã mới hay. Hay là học câu hỷ xã đại từ mà nêu gương nghĩa sĩ dạ tư chớ gần. Bôn nam tẩu bắc tảo tầng, chúng sanh gán nhớ thì gần cùng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy và lễ kính sư Minh Tệ. Và buổi nói chuyện hôm nay xin cầu chúc cho toàn thể cô bác anh chị em cùng người thân chúng ta được tốt đẹp, được yên vui trong cuộc sống, và sống vui, sống khỏe, sống nhàn, thác về cực lạc, sen vàng đỡ chân. Và tất cả quý vị muốn thỉnh cái nguyện sấm dạng thi văn câu lý mà Phước Nghiêm đã ngâm những bài thi, bài thơ, nhất là câu chuyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà Phước Nghiêm đã đọc tụng đó, thì liên hệ qua số điện thoại là 0984 410422 đó, rồi cho địa chỉ Phước Nghiêm gửi tặng cho quý vị tặng nơi nghe, là biếu tặng để gieo duyên. Thêm một cái điều nữa, tất cả cô bác chúng ta hỏi là Phước Nghiêm ơi, mình có cái quyển kinh này mình về mình đọc tụng như thế nào? Xin thưa, kinh giảng của thầy Phật chỉ dạy là tìm hiểu nghĩa để làm theo đắc đạo, chứ không phải mình đọc tụng hàng ngày, mình chỉ đọc hiểu cái nghĩa để áp dụng trong đời tu, trong cuộc sống, gọi là kháng kinh giả minh Phật chi lý. Tức là đọc kinh, nghe kinh là để tìm cái nghĩa trong kinh để mình hành theo. Vì kinh kệ chỉ là nêu đường xá, học xong rồi thì xá mau đi, hiểu thông mà cứ nằm lì, kệ kinh không thể thay đi cho mình. Nhưng mà đây là cái lời vàng tiếng ngọc mà thầy Phật đã rút trong kinh lực lực nấu lọc thành văn, diễn bài thành ý để rồi dạy cho mình. Quyết dạy trần nên nói lời thường cho sanh chúng mà đời nay dễ biết. Vậy thì trong ba tánh muốn nơi cao quý, phải chi tầm quyền bí nơi cơ, từ sấm kinh cho đến thi thơ trong